Có một người đang nghĩ về bạn, đang rất nhớ bạn. Bởi vì bạn đã để lại ấn tượng khó phai trong trái tim của người đó. Những ký ức mà cả hai bạn dành cho nhau luôn lưu giữ trong tâm thức của người đó. Và khi người ấy nghĩ đến những ký ức đó, hình ảnh của bạn hiện về rất rõ ràng. Điều này thể hiện rằng vẻ đẹp nội tâm của bạn luôn hiện diện trong trái tim của người đó. Khi bạn liên tục gieo trồng vào tâm trí của người đó bằng tình yêu chân thành, ý định trong sáng, tình yêu vô điều kiện của bạn, tất cả những năng lượng đó sẽ lưu giữ trong tiềm thức của người đó, và nó sẽ bất chợt hiện về khi người ấy nhận thấy có một điểm gì đó tương đồng ở bạn từ những người xung quanh, hoặc là nghe những bài hát, những câu chuyện xung quanh người ấy gợi nhớ đến bạn. Nguồn năng lượng dồi dào của bạn ùa về trong tâm trí của người ấy. Và khi người ấy nhớ đến bạn, cũng là lúc bạn có thể nghĩ về người ấy. Bởi vì nếu như cả hai bạn có tình yêu chân thành dành cho nhau, thì không có thời gian, không gian nào có thể ngăn cách tình cảm của cả hai bạn. Khi bạn nhận được một tín hiệu nào đó từ trái tim mình, từ tâm trí mình về hình ảnh của người đó, hoặc là một cảm giác rung động nơi sâu thẳm trái tim bạn gợi nhớ về những ký ức mà bạn và người ấy từng trải qua, bạn có thể liên lạc với người ấy để xác nhận về những điều đang diễn ra, hoặc là bạn có thể lắng nghe rõ ràng trái tim của mình và cầu nguyện cho người ấy để trợ lực cho người ấy có những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.